Ok và hello nha em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Thao Conquest nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ, đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hôm nay mình tiếp tục mở cái Epic Chess ra xem được thêm những vị tướng nào mới không. Invader Chess vẫn là cái hòm của tộc ngoài hành tinh thôi anh em ơi. Cái hòm này sao nó xuất hiện lắm nhỉ? Rất là nhiều luôn anh em ạ. Ô, có con mới kìa. Có con gia trưởng rồng anh em ạ. Giáng Long thập bát trưởng. Thì nó rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại để mình chọn cái Emmy nhá. Con nào đây? Cung chúng ta có thể tiến hóa lên được này. Chúng ta có một con cầm giáo. Có một con pháp sư. Có sát thủ à. Chúng ta chọn con nào thì nó sẽ hợp lý nhất nhỉ? Con này bị khóa này. Con Ruiz bị khóa rồi. Con ma. Cái con ma. Người sói à. Người sói mới có thể lên được cấp này. Con này chưa lên cấp được. Ok, tôi sẽ đánh con gì bây giờ nhỉ? Đang suy nghĩ đánh con gì nó sẽ hợp lý nhất nhỉ? Chưa biết là đánh con gì đây. Thần hạc. Hổ anh em ơi. Tiến hóa hổ này, đánh hổ nào. Evolution hổ, bạch hổ à. Không anh em ạ, hổ này có thêm một lớp giáp nữa, nhìn trông có vẻ đẹp hơn. Đây, bạch hổ rồi anh em ơi. Hy vọng nó sẽ ổn. Hổ này. Hổ này với con gì đây? Với tượng đất nung à? Được không nhỉ? Ok, chúng ta có một cái con robot gì đó. Ô đây, sao không chơi con này? Sao không chơi con này ta? Nhờ, Oversea. Đẹp phết chứ, Oversea và bạch hổ nhìn chung được đấy chứ nhờ. Team này ok đấy. Rồi chúng ta bỏ con này ra. Bỏ con này ra, lấy con bạch hổ vào đây cho tôi. Bạch hổ. Và con Oversea. Đâu nhỉ? Đây anh em ơi, phải đúng không? Chính xác là nó đấy đúng không? Đúng rồi, chính xác là không sai đâu. Nhá. Đấy, nâng cấp nào. Maxer rồi. Bên này nó sẽ mắc luôn. Fighting. Chiến đấu rồi anh em. Vậy đấm nhau cái. Fight. Xem nào. Xem team bạn có con gì nào. Xem team bạn có con gì là mạnh mạnh nào. Để chiến đấu với tôi nào. Mình có xoắn đâu anh em. Với cái bọn linh ta linh tinh này thì mình không xoắn à. Đơn giản, bạch hổ lên. Bạch hổ bây giờ khá khỏe anh em ơi. Wow, cả phát chết luôn ạ, à. Được của nó nhỉ. Bạch hổ khỏe phết đấy. Ok, nhưng mà không đánh trên trời. Cái điểm yếu duy nhất của đấy là không đánh trên trời nha anh em. Con này khả năng là tẩy não. Khá hay. Bạch hổ vẫn đang đánh rất tốt luôn. Nhưng mà hơi yếu máu nhỉ. Level 5 có khác nhờ. Thật sự là chất lượng. Thế là chất lượng luôn. Wow, bạch hổ khỏe thế. Chiến thật sự luôn. Mới chết một con bạch hổ rồi anh em ơi. Ok, level 5 nhờ. Đỉnh của chóp luôn đấy. Hey boy. Nhưng mà con này không tấn công được mấy con trên trời nha anh em. Cái yếu điểm của nó thì vẫn là cố hữu rồi. Vẫn là từ trước đến nay rồi, vẫn chưa thể thay đổi được nhá. Vẫn không thể thay đổi được kiểu gì, mình chưa thay đổi kiểu gì bây giờ. Ok, chúng ta sang cái màn mới nha anh em. Fighting. Loading. Xem nào. Sao cái này nó bé tí nhỉ? Cái đường đi. What the hell? Thế con thằng nông dân ở đâu ra này? Ảo thật đấy. Thích đánh nhanh à? Thích đánh nhanh thắng nhanh thì chiến thôi bạn. Nhờn. Đi được không cưng? Đi được không cưng? Đi được không? Tốc độ nhanh thật sự luôn. Hơi khó đánh một tí nhỉ? Lốc này. Ui. Lốc nó càng quét ra như thế thì không đỡ được. Thì bạn gần như là không có cơ hội nào mà đỡ luôn. Rồi chúng ta continue tiếp tục đi sang với trận kế tiếp nào.
Fighting, chiến đấu rồi. Chiến đấu với con gì đây? Trận này cái màn đánh nó sẽ hơi bị xa một tí nha anh em, nên hoàn toàn là chúng ta có thể là thoải mái đánh luôn. Ok. Đó, 175 rồi anh em. Con này đang tiến lên. Tiến lên thì chiến thôi. Chiến thôi bạn ơi. Úi giời, đấm như thế này. Khỏe đấy. Ok. Chiến. Chiến chiến. Ok. Một cái này nhốt vào chúng mày vào đây. Đang hơi yếu nha anh em. Mua bạch hổ cái. Ôi trời, nhiều tiền quá. Tăng cơ, tăng cơ, tăng cơ, tăng cơ, tăng cơ. Con kia thì cái con 500 chỉ có tác dụng là gọi là biến đổi quân địch thành quân mình thôi anh em ạ. Nó không có nhiều cái tác dụng cho lắm ấy. Nên mình sẽ vẫn để như thế này là hợp lý nhất rồi. Hợp lý và ổn nhất rồi anh em. Không có team nào mà tốt hơn là team này đâu. Mình không thể mua con này luôn. Tại vì mình đánh chủ yếu là bạch hổ với anh em. Bạch hổ thật sự rất mạnh. Nó mạnh hơn nhiều so với những cái dạng cấp 1, cấp 2 nha. Có một con trên trời này. Có con bay này. Thì mình nghĩ mình phải trang bị thêm cho team mình một cái con bay nhá. Thì mới được. Hoặc là con nào khả năng bắn trên trời ấy. Bỏ này đi. Con nào khả năng bay nhỉ? Con Griffin, Griffin 325. Nó hơi đắt tí. Hay là pháo rùa ra. Đây hay chứ con này. Con này cũng được anh em ạ. Con này có thể tiến hóa lên được ấy. Cung thủ tộc F. À, cung thủ tộc F liền trông đẹp nhờ. Nhìn chuất đấy, Archer này. Để bắn cái bọn trên trời anh em. Ghét lắm. Chẳng biết có đấm được bọn trên trời hay không. Chính ra vẫn là cần cung thủ từ trước đến nay kiểu gì vẫn là cần cung thủ rồi. 175. 100. Chắc có một Frankenstein trước cho nó trâu nhỉ. Xong rồi mua thêm cung thủ. Hợp lý nhỉ. Hợp lý quá là gì đó. Bây giờ mua thêm hổ thôi là sao. Nó khá trâu nhỉ. Hổ xuất hiện rồi anh em ơi. Hổ xuất hiện rồi. Nice. Đây là lốc à. Nó không có con nào trên trời à? Lúc mà mình chọn cái team này thì lại không có con nào bay lên trời. À, con chim kìa. Bắn nó đi. Không ai bắn con này à? Đúng rồi. Thế sao nó không hóa phượng hoàng nhỉ? Bình thường mình tưởng là nó sẽ hóa phượng hoàng cơ. Nhưng không anh em ạ. Không. Và nó nói không, không và không. Ok, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Bye bye nhá.